thứ 6, tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Đức Giêsu vào đền thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày Người giảng dạy trong đền thờ, các thực tế và kinh sư tìm cách giết Người. Cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người. Suy niệm: dù lớn hay nhỏ, dù ở thành thị hay thôn quê, hình ảnh một ngôi thánh đường với bầu khí tĩnh lặng, yên bình, thánh thiên đã trở nên rất quen thuộc đối với con người. Và có lẽ hơn ai hết, các Kitô hữu chính là những người cảm nhận cách sâu sắc hình ảnh ấy. Thế nhưng, điều gì đã kiến tạo nên khung cảnh đó? Hay nói cách rõ ràng hơn, đâu là lý do để nối kết hình ảnh ngôi thánh đường với bầu khí thinh lặng, trang nghiêm và linh thánh? Thưa, vì thánh đường là nơi cầu nguyện, là nơi con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, là nhà Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tái khẳng định: nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Trong bối cảnh hiện tại, các ngôi thánh đường giáo xứ của bạn và tôi vẫn khang trang, êm ả, không bị biến thành nơi buôn bán, đổi trác hay là sào huyệt của bọn cướp, hiểu theo nghĩa đen. Thế nhưng, đó có phải là nhà cầu nguyện, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em thật sự không? Nếu mỗi chúng ta đến nhà Chúa với một tâm hồn còn chất chứa hận thù, chia rẽ, bất công, thì phải nói rằng chính chúng ta là những kẻ đang biến nhà Chúa, nhà cầu nguyện, thành một thứ gì khác. Ta thường đến nhà Chúa với tâm tình và thái độ thế nào? Đâu là thái độ thích hợp nhất khi đến cầu nguyện trong nhà Chúa? Ta nên dành thời gian viếng Chúa và cầu nguyện mỗi ngày: lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đến với Chúa bằng con tim yêu thương, yêu Chúa và yêu người.